Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính. Phiên họp thứ 8 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã được diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Việt Nam tham gia hội nghị an ninh quốc tế tại Nga. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với trọng tâm thảo luận về kinh tế số, chuyển đổi số. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã phát biểu tham luận về tình hình, kết quả chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, thấy được những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cũng như các đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo ý kiến, giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo kết luận của phiên họp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đồng bộ, hiệu quả. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu tham luận tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá chuyển động của đề án 06 với 23 nhiệm vụ trong chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp. Những sản phẩm lợi ích to lớn của đề án 06 đưa ra đã được người dân, doanh nghiệp và xã hội vui mừng đón nhận và thụ hưởng. Đối với đề án 06, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ đã giới thiệu kinh nghiệm triển khai hiệu quả những mô hình ứng dụng chuyển đổi số của đề án 06 của thành phố Hà Nội đến các bộ ngành địa phương, nhưng đến nay vẫn còn nhiều bộ ngành địa phương chưa chủ động áp dụng triển khai. Phân tích những điểm nghẽn và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ đã chỉ ra lời giải, cần phải biết đầu tư trọng tâm, trọng điểm ở lĩnh vực, nội dung nào để phục vụ cho kết nối dữ liệu, phát triển dữ liệu, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Vấn đề là các bộ ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt triển khai và triển khai đồng bộ mới đạt kết quả. Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ ngành địa phương trong phát biểu tham luận đều nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đề án 06, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an trong triển khai đề án 06, chuyển đổi số tại các bộ, ngành địa phương trên cả nước. Hiệu quả mà những mô hình ứng dụng của đề án 06 mang lại đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của các bộ, ngành địa phương, đem đến những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, người dân và xã hội. Hôm nay ngày 24 tháng 4, Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 12 đã khai mạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga, quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao về an ninh của các nước. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, tập trung vào công tác đảm bảo an ninh thông tin, hòa bình và ổn định khu vực. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể. Tại phiên khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu đang đẩy nhanh các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra trên diện rộng, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của các hãng bảo mật quốc tế, Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoạt động tội phạm công nghệ cao thường kết cấu với đối tượng ở nước ngoài gây hậu quả rất nghiêm trọng. Để đấu tranh với loại tội phạm này, cần thúc đẩy hợp tác đa phương hiện có trong các khuôn khổ như Interpol, Europol, Asinopol và các cơ chế khác để điều tiết, hỗ trợ các quốc gia trong đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị và mong muốn tiếp tục được cùng các đối tác và bạn bè quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến về phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Trong khuôn khổ hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 12 cũng đã diễn ra các cuộc gặp đa phương, phiên tham vấn lần thứ 4, lãnh đạo an ninh của các nước thành viên ASEAN và Nga. Nga quyết tâm tăng cường đối thoại với ASEAN trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực an ninh. Trước đó, vào ngày 23 tháng 4, Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Nikolai Patrushev. Hai bên mong muốn tăng cường đối thoại, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nga, Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm đã có cuộc làm việc với chính quyền Saint Petersburg và đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô phương Bắc của nước Nga. Chiều nay, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 2014-2024 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lãng hoa chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, lãnh đạo Học viện Chính trị Công an Nhân dân qua các thời kỳ và lãnh đạo các cục đơn vị trong và ngoài Công an Nhân dân. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Học viện Chính trị Công an Nhân dân chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh trở thành cơ sở đào tạo bồi dưỡng trọng yếu cán bộ về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng, tham mưu Công an Nhân dân, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị, phát triển lý luận đầu ngành, chất lượng cao của lực lượng Công an Nhân dân và của quốc gia. Trên cơ sở đó, sau 10 năm xây dựng và phát triển, công tác đào tạo học viên, các hệ đào tạo đã được nâng cao về mặt chất lượng. Kết quả từ công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo bồi dưỡng cũng như tham mưu cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác xây dựng lực lượng. Thưa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Thứ trưởng nhấn mạnh, Học viện cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 10 năm xây dựng và phát triển, tổ chức có hiệu quả công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện thực hóa mục tiêu theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và có khả năng hội nhập quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh, Học viện cũng cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, quan tâm xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, bảo đảm khoa học chất lượng. Thứ trưởng cũng giao Học viện Chính trị Công an Nhân dân chú trọng hơn nữa các hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế, cùng với đó từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tăng cường trang thiết bị, phương tiện dạy học, bắt kịp xu thế chuyển đổi số hiện nay, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết nội bộ và quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên và học viên. Tại Hà Nội sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân trong Công an Nhân dân năm 2024. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Năm 2023, hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công tác của lực lượng Công an Nhân dân, công an đơn vị địa phương và tổ chức công đoàn triển khai các mặt hoạt động, đã tổ chức 152 hoạt động hưởng ứng, chương trình tọa đàm, hội thảo, cuộc thi, thu hút hơn 56.000 lượt cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động tham gia, tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi tặng quà, trợ cấp cho cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân trong Công an Nhân dân năm 2024. Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức và tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương, tổ chức công đoàn, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong Công an Nhân dân. Tất cả các mục tiêu đều hướng đến nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, luật căn cước 2023 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023, gồm 7 chương 46 điều, quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Theo quy định của luật thì người chuyển giới được phép thổi thẻ căn cước mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Quy định này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng những người chuyển đổi giới tính. Cụ thể, tại điểm C khoản 1 điều 24 luật căn cước
số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì công dân được đi cấp đổi thẻ căn cước khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật. Với tư cách là một người nghiên cứu về sinh học thì con người sinh ra là hoàn toàn tự nhiên do bố mẹ sinh ra và chúng ta quen là có con trai hay con gái, nhưng mà thực chất trong quá trình hình thành một thai nhi có thể đã xảy ra những thay đổi bên trong để có thể đứa trẻ lớn lên có thể bề ngoài một mặt nhưng mà về phía bên trong lại khác, thay đổi về mặt sinh lý hoặc thay đổi về tâm lý để dẫn đến việc tức là có thể là một mặt về hình thái là nam nhưng mà thực chất là mọi cái suy nghĩ về tinh thần là nữ hoặc ngược lại. Thì tôi nghĩ là việc thay đổi giới tính mà chúng ta không chỉ có xác định giới tính bằng hình thức bề ngoài mà tôn trọng cái tâm sinh lý bên trong của con người nữa, đấy là một cái việc rất là nhân văn và thế giới người ta cũng rất nhiều nước đã chấp nhận. Được sửa đổi lại giới tính chính là mong muốn chung của cộng đồng người chuyển giới, giúp họ tự tin hơn, đồng thời giúp họ bảo vệ một số quyền lợi của bản thân là cơ sở để thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trong các quan hệ dân sự, kinh tế, các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Việc xác nhận lại giới tính và ghi rõ giới tính cho người chuyển giới hoặc là người xác định lại giới tính thì có một ý nghĩa rất là to lớn với cộng đồng người chuyển giới. Thứ nhất đấy là họ có thể bảo đảm được tối đa cái quyền lợi của họ. Họ tránh cái trường hợp là họ bị mỉa mai, bị soi mói khi mà họ đến các cơ sở y tế hoặc là họ tham gia các phương tiện giao thông hoặc là họ tham gia giao dịch ngân hàng chẳng hạn. Do vậy mà việc xác định lại cái giới tính trên căn cước công dân có thể bảo đảm tối đa được thứ nhất là quyền lợi của mình, thứ hai là để cho công việc của mình nó được thuận lợi hơn và cái thứ ba đấy là khiến cho những cái kết quả làm việc của mình nó có thể được tốt hơn và hiệu quả hơn. Theo quy định của luật căn cước, đối với trường hợp cấp đổi căn cước công dân do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi thông tin mà thông tin đó chưa được cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì người dân cần đến công an phường, xã xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh những thông tin đã thay đổi. Hiện tại thì trong luật căn cước công dân sẽ quy định về việc thông tin là thực hiện cập nhật thông tin cho người chuyển đổi giới tính. Còn việc thực hiện các giấy tờ liên quan đến việc thủ tục chuyển đổi giới tính của người dân sẽ thực hiện cho các cơ quan chức năng khác, ví dụ như bên chỗ Bộ Tư pháp sẽ thực hiện cập nhật lại cải chính cái hộ tịch của công dân để điều chỉnh cái thông tin của công dân về giới tính. Thì đối với cả cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì sau khi có cái thông tin của bên Bộ Tư pháp của hộ tịch điều chỉnh thì chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin trên đó để cập nhật điều chỉnh bổ sung lại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với các thông tin như thông tin họ tên, thông tin giới tính, cụ thể như họ tên có thể điều chỉnh cho phù hợp với giới tính của người dân. Sau khi công dân điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì đến cơ quan công an quản lý căn cước để làm lại thẻ căn cước công dân theo quy định. Điều này đáp ứng một trong những quyền cơ bản của công dân, đồng thời cũng là một trong những thủ tục hành chính để nhà nước quản lý công dân theo quy định của pháp luật. Sau khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi, thì một điểm nữa đó là khi công dân thay đổi giới tính thì hoàn toàn theo quy định là công dân có thể được xác lập lại số định danh theo đúng với giới tính của mình đã sau khi đã thay đổi. Thì thông tin cân dữ liệu dân cư được hoàn chỉnh thì các bước tiếp theo là công dân sẽ đi thực hiện cấp căn cước, cấp đổi căn cước bình thường qua các thủ tục cấp căn cước công dân. Tuy nhiên, cộng đồng người chuyển giới cho biết vướng mắc lớn nhất hiện nay là chưa có hướng dẫn quy định cụ thể về quyền chuyển giới của cá nhân, quyền thay đổi tên của cá nhân nếu đã xác định lại giới tính. Những rào cản này sẽ được tháo gỡ trong trường hợp luật chuyển đổi giới tính được thông qua và có hiệu lực. Bộ Công an cho biết khi đó cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình cập nhật thông tin dân cư đối với trường hợp chuyển đổi giới tính. Thưa quý vị và các bạn, vì nhân dân phục vụ, đây vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của người chiến sĩ công an. Mọi hoạt động của lực lượng công an đều hướng tới mục tiêu bảo vệ sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của người dân.
Để cứu được nhân dân thì dẫu có gian khổ hay nguy hiểm thì các chiến sĩ công an cũng luôn sẵn lòng. Vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 4, một người phụ nữ bất ngờ lao xuống Hồ Tây để tự tử do mâu thuẫn chuyện gia đình. Đang thực hiện nhiệm vụ gần đó, không chút do dự, tổ công tác công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội lập tức lao xuống hồ cứu vớt, đưa người phụ nữ vào bờ và tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân. Đón người thân trở về an toàn, gia đình nạn nhân đã vô cùng cảm kích và biết ơn lực lượng công an, bởi nếu không có các anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều cư dân mạng cũng gửi lời động viên khen ngợi tinh thần dũng cảm tới các chiến sĩ công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Còn tại An Giang, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện ông Lý Văn Bé, sinh năm 1951, ngồi bên đường có dấu hiệu mệt mỏi. Cụ ông cho biết đang được con gái đưa đến bệnh viện tim mạch An Giang để khám bệnh. Tuy nhiên tai nạn bất ngờ xảy ra khiến xe máy của hai bố con bị hư hỏng, không thể hoạt động. Lo ngại nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, bệnh tình của cụ, nên tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa ông bé tới bệnh viện để điều trị. Sự nhiệt tình của các chiến sĩ là hình ảnh đẹp của tinh thần vì nhân dân phục vụ. Tin an ninh trật tự. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tuấn Ngọc, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Ngọc quản lý 3 tài khoản Facebook và 3 kênh YouTube với hơn 212.000 người đăng ký theo dõi. Trong thời gian từ năm 2012 đến tháng 7 năm 2023, Ngọc đã tạo ra 106 bài viết, 37 video clip, 14 bài hát dựa trên nền nhạc các ca khúc nổi tiếng có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của bị cáo Ngọc là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Tuấn Ngọc 7 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù. Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều nay 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo là bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cùng 4 bị cáo là cộng tác viên Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Kiên Giang và Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Kiên Giang, tổng cộng 68 năm tù về tội giả mạo trong công tác. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, lợi dụng nhiệm vụ được giao và vì mục đích vụ lợi, Trần Thanh Phong là nhân viên bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao trao đổi thỏa thuận với các bị cáo Huỳnh Long, Danh Chánh Tuy và Lâm Thị Minh Phụng là bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Gò Quao nhận làm giả gần 1.700 giấy khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ thi sát hạch lái xe hạng A1 cho các bị cáo Nguyễn Thị Huyền Nga, Lê Hoàng Xuân, Nguyễn Chí Lợi và Lê Thị Hồng Gấm là cộng tác viên của Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Kiên Giang và Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Kiên Giang, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phong 13 năm tù, 3 bị cáo Phụng, Long, Nga mỗi bị cáo 12 năm tù, bị cáo Tuy 8 năm tù, Lợi 7 năm tù, Gấm 3 năm tù và Xuân 1 năm tù về tội giả mạo trong công tác, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để bổ sung vào công quỹ nhà nước. Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Khải Văn, sinh năm 1988, trú tại quận 10, cùng 11 người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021, Văn lấy 3 tài khoản cá cược bóng đá gọi tắt là tài khoản Master đăng nhập trang web IXXX với hạn mức 1.000 điểm. Với hạn mức là 1 triệu điểm từ đô chưa rõ lai lịch, quy ước 1 điểm bằng 6.000 đồng tương đương với số tiền 6 tỷ đồng. Sau đó, Văn giao lại cho Trần Quang Quy, sinh năm 1986, trú tại quận 10, tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Quy lại chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức
quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng cấp dưới chào mời, lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet. Sau khi được cung cấp tài khoản và mật khẩu thì các con bạc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị máy tính đăng nhập vào trang web XXX để tham gia cá cược. Công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.